Hồng Loan và Phong Linh rất vui khi được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Mua gì ở đâu phát sóng trên kênh HTV7. Như thường lệ, chương trình phát sóng vào sáng thứ ba sẽ gửi đến quý vị những thông tin hấp dẫn xoay quanh thị trường thực phẩm. Đặc biệt, chuyên mục Mách Nhỏ hôm nay sẽ có sự xuất hiện của một số sản phẩm rất độc đáo được chế biến từ trái dừa nước. Mời quý vị cùng theo dõi. Được đánh giá là triển lãm lớn nhất dành cho những người vẽ không chuyên tại Việt Nam, triển lãm Khoảng Lặng 2020, chủ đề Tìm Về, không chỉ là sân chơi chuyên nghiệp của người yêu nghệ thuật mà còn là nơi để người xem có thể chiêm nghiệm những khoảnh khắc trong cuộc sống qua các tác phẩm được trưng bày. Triển lãm Khoảng Lặng là sự kiện thường niên do Trung tâm Mỹ thuật Bụi tổ chức. Triển lãm năm 2020 có sự góp mặt của hơn 80 tác phẩm hội họa được thực hiện từ đa dạng chất liệu như sơn dầu, màu bột, màu nước, acrylic. Đến đây, người xem sẽ được đắm mình vào những khoảnh khắc gần gũi, thân quen trong đời sống dưới một góc nhìn mới. Đó là những khoảnh lặng độc đáo mà tác giả đã cảm nhận được khi thực hiện bức tranh của mình, như khoảnh khắc Hồ Gươm qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, hay con hẻm nhỏ yên bình giữa phố cổ Hội An. Triển lãm này như một sự tôn vinh đến tất cả những học viên của Mỹ thuật Bụi, những người là những học viên không chuyên, những người không theo đuổi nghề thuật chuyên nghiệp nhưng đã dám vượt qua bản thân mình để cùng chia sẻ, cùng lan tỏa và cùng theo đuổi một chút nghệ thuật để làm cho cuộc sống trở nên ý nghĩa và vui vẻ hơn. Mọi người đều là họa sĩ không chuyên mà mọi người lại vẽ ra được những cái bức tranh nó rất là đẹp như vậy. Mình nghĩ là cái đời sống tinh thần và cái cảm nhận của người Việt Nam mình giống như là nó được nâng lên vậy á. Đặc biệt, những tác phẩm trong triển lãm Khoảng Lặng 2020 đã được bán đấu giá nhằm gây quỹ cho Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người Khiếm Thính Thành phố Hồ Chí Minh. Triển lãm sẽ mở cửa đón khách miễn phí đến hết hôm nay tại nhà triển lãm thành phố quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh. Khi nhắc đến sen thì đa số chúng ta sẽ chỉ nghĩ đến những cánh đồng sen rộng lớn tại tỉnh Đồng Tháp. Thế nhưng trong thời điểm này, vựa sen lớn nhất khu vực miền Bắc cũng đang bước vào vụ thu hoạch rộ với tổng sản lượng có giá trị lên đến hàng tỷ đồng. Sau đây là ghi nhận của Mua Gì Ở Đâu. Từng là vùng trũng bỏ hoang không thể trồng lúa do ngập lụt, người dân tại tỉnh Hà Nam đã cải tạo và sử dụng những cánh đồng trên địa bàn để trồng cây sen. Theo đó, vào trung tuần tháng 2 âm lịch, người dân đã bắt đầu cấy sen. Đến giữa tháng 5 âm lịch là lúc cây sen bắt đầu cho thu hoạch gương. Trong những ngày này, trên ruộng sen phát triển tươi tốt với cành lá cao đến hơn 3 mét, thỉnh thoảng lại xuất hiện những chiếc thuyền chở đầy gương sen. Thời gian cây sen tại Hà Nam cho thu hoạch sẽ kéo dài trong khoảng 60 ngày, bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 7 âm lịch. Sen sau khi thu hoạch được thương lái thu mua từ 40.000 đồng đến 50.000 đồng 1 kg. Đối với loại chưa bóc hạt, riêng hạt sen đã tách vỏ sẽ có giá thu mua từ 140.000 đồng đến 150.000 đồng 1 kg. Chương trình sẽ được tiếp tục với sự xuất hiện của một số sản phẩm ăn vặt đến từ các thương hiệu quốc tế. Thưa quý vị, mới đây, thương hiệu sô-cô-la nổi tiếng của Anh, Cadbury, đã chính thức tung ra thị trường 3 hương vị mới được người tiêu dùng bình chọn trong nửa đầu năm 2020. Hương vị đầu tiên mang tên Crunchy Honeycomb là sự kết hợp độc đáo giữa sô-cô-la sữa chất lượng với hạt phỉ và bánh tổ ong giòn xốp. Còn Coconut và Hour of the Blueberry thì được bổ sung mứt dừa hoặc Việt Quất sấy khô cùng sô-cô-la trắng giòn xốp. Sản phẩm hiện đang được bán giới hạn tại một số chuỗi cửa hàng tại Anh với giá bán lẻ khoảng 30.000 đồng cho một thanh sô-cô-la. Sản phẩm dự kiến sẽ chính thức có mặt rộng khắp trên thị trường vào cuối tháng 7 năm nay. Quý vị khán giả yêu thích sô-cô-la có thể tìm mua sản phẩm tại các trang bán hàng trực tuyến như Amazon hay Tesco. KitKat được xem là thương hiệu đồ ngọt nổi tiếng nhất Nhật Bản. Tại quốc gia này cũng đã xuất hiện những sản phẩm KitKat với hương vị vô cùng độc đáo như vị hoa anh đào hay vị khoai tây chiên. Và trong tuần vừa qua, Nestle đã chính thức giới thiệu sản phẩm mới KitKat Snacks tại đất nước mặt trời mọc.
Về cơ bản, Kit Kat Snacks là sự kết hợp giữa 3 món ăn vặt trong cùng một bọc, bao gồm những viên sô-cô-la Kit Kat dạng tròn, hạt hạnh nhân rang muối và hạt đậu nành rang vị phô mai. Tất cả được hòa quyện để tạo nên một sự phối hợp giữa mặn và ngọt. Nhà sản xuất cho biết, chính độ mặn của đậu nành và hạnh nhân sẽ giúp cân bằng được vị ngọt của sô-cô-la. Kit Kat Snacks sẽ được chào bán chính thức vào cuối tháng 7 này tại Nhật Bản. Quý khán giả yêu thích các sản phẩm Kit Kat có thể liên hệ những cửa hàng tiện lợi và siêu thị bán thực phẩm ngoại nhập để biết thêm thông tin chi tiết. Thưa quý vị, set 36 món ăn vặt nhập từ nước ngoài là một mặt hàng đang gây sốt và được bán tràn lan trên thị trường Việt Nam trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, các thông tin về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm vẫn còn mập mờ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại cho người tiêu dùng. Đó cũng chính là thông tin cảnh báo trong chuyên mục Mua đúng, dùng chuẩn của chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Thực hiện thao tác tìm kiếm tại một số trang bán hàng trực tuyến, người dùng có thể dễ dàng tìm được sản phẩm set 36 món ăn vặt với giá dao động từ 60.000 đồng cho đến 150.000 đồng. Sản phẩm được mô tả có màu sắc và hình dáng hấp dẫn, bao gồm nhiều món như cá cây, mực cây, cổ vịt, cánh vịt, thịt cây, v.v. Cùng với đó là những phản hồi khen ngợi từ khách hàng. Mình cũng mới thử cái sản phẩm set 36 món ăn vặt này gần đây thôi, là từ một số cái trend ở trên mạng đấy. Mình biết qua các bạn bè mình, bên ngoài sặc sỡ nhưng mà khi mà ăn thử thì nó rất là béo và nhiều dầu mỡ, mà đặc biệt là nó đệm rất là nặng mùi nữa. Tuy cùng trong một set nhưng mỗi món lại có mỗi ngày sản xuất khác nhau, và đáng chú ý hơn là đều không có hạn sử dụng. Do đó, người tiêu dùng có nguy cơ gặp phải rủi ro khi sử dụng những sản phẩm không rõ nguồn gốc nêu trên. Nếu mà chiên rán với cái độ mà vàng nó đậm á, thì nó ra cái chất hại cho cơ thể. Ví dụ như acid acrylamic chẳng hạn, thì nó là nguy cơ tiềm tàng cái vấn đề ung thư. Rồi chưa kể là sử dụng phẩm màu công nghiệp, thì đây là một cái vấn đề là rất là có hại cho sức khỏe. Một vấn đề nữa là những cái vấn đề chất bảo quản, thì trong những cái sản phẩm thức ăn nhanh này đều có. Do đó nó cũng tiềm tàng cái nguy cơ đe dọa cho sức khỏe. Việc sử dụng những sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ hay nguyên liệu chế biến không những không mang lại giá trị dinh dưỡng cho cơ thể mà còn ẩn chứa nhiều nguy cơ như gây ngộ độc thực phẩm, tích tụ độc tố trong cơ thể và có thể dẫn đến gây ung thư. Vì thế, để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và gia đình, quý vị khán giả cần cẩn trọng hơn trong việc mua sắm, nhất là những loại thực phẩm không mang nhiều giá trị dinh dưỡng và thiếu thông tin chi tiết. Mặc dù được xem là một trong những đặc sản của huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, thế nhưng trong thời gian dài, cây dừa nước lại không được tận dụng để có thể nâng cao giá trị kinh tế của mình. Có lẽ chính vì nỗi trăn trở ấy mà một bạn trẻ tại đây đã quyết định khởi nghiệp với cây dừa nước, từ đó giúp đa dạng các sản phẩm mới từ loại cây này phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng trên cả nước. Đã gắn liền với văn hóa và đời sống của người dân Nam Bộ. Thế nhưng tại Việt Nam, cây dừa nước vẫn chưa được khai thác hiệu quả. Trong khi đó, tại một số nước châu Á, cây dừa nước đã bắt đầu được khai thác để tạo ra các sản phẩm như mật, đường, giấm, rượu. Thấy được tiềm năng vô cùng to lớn từ cây dừa nước, đồng thời mong muốn phát triển tài nguyên khu bản địa của huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, anh Phan Minh Tiến đã tìm hiểu và nghiên cứu thành công phương pháp khai thác mật dừa nước. Từ đây mở ra nhiều cơ hội mới cho cây dừa nước, cải thiện thu nhập của người dân, đồng thời góp phần không nhỏ trong việc bảo vệ hệ sinh thái ven sông của bán đảo Cần Giờ. Ở Cần Giờ nói riêng hoặc là ở các tỉnh miền Tây của mình nói chung á, thì cây dừa nước của mình nó rất là nhiều, nhưng mà hiện tại thì chỉ đang dừng lại chỉ việc mà lấy cái cơm dừa để ăn giải khát, hoặc là nấu chè, hoặc là chỉ là ăn vui thôi. Với lá thì mình dùng để lợp nhà thì cái giá trị kinh tế nó không có cao, nên nó cũng một cái điều mình thôi thúc mình mong muốn là mình có thể là áp dụng được những cái kỹ thuật sản xuất của mình vào trong cái việc mà giúp cho nâng cao được cái giá trị nông sản ở đây, là cây dừa nước nó được tốt hơn. Thì mình thấy
thấy được qua những cái tài liệu nghiên cứu, mình thấy được là cây dừa nước ngoài cái việc là lấy cái cơm dừa, mình có thể khai thác được lấy được cái mật dừa nước, thì trong cái mật dừa nước này cái giá trị dinh dưỡng nó rất là cao, và cái sản lượng của dừa nước ở miền Tây hoặc là ở Cần Giờ nó riêng còn đang còn rất là nhiều. Thì trung bình một cái cuống dừa nước có thể cho ra được 1 vít dừa nước một ngày và ra liên tục trong vòng 30 ngày, có nghĩa là từ một cái cuống dừa nước sau khi mà mình chặt cái buồn cho mình chặt cái buồn để mình lấy cơm dừa thì tiếp tục mình có thể là tận dụng được cái cuống đó, mình thu được tới 30 lít mật một tháng. Thì được đặc điểm một cây dừa nước này nó thêm một cái lợi thế, nó là gì, là có thể là dừa nước ra mọc quanh năm chứ không có mọc ra thời vụ, có nghĩa là mình có thể là khai thác mật dừa nước trong vòng quanh năm. Cho đến nay, công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển dừa nước Việt Nam Vietnipa đã trở thành đơn vị đầu tiên của Việt Nam tiên phong trong công cuộc nghiên cứu phát triển mật và các sản phẩm giá trị cao khác từ cây dừa nước, đồng thời phát triển thương hiệu dừa nước Ông Sáu với 2 sản phẩm chính là tinh chất mật dừa nước, một dạng thức uống bổ sung năng lượng tự nhiên, và mật dừa nước cô đặc, một loại chất làm ngọt tự nhiên. Sản phẩm mật dừa nước tinh chất thì đây là một loại thức uống bổ sung dưỡng chất, tại vì trong đây có rất nhiều cái thành phần dưỡng chất. Thứ nhất là các loại vitamin, vitamin C, vitamin nhóm B, cũng như là các loại muối khoáng ở trong này, cũng như axit amin. Thì các dưỡng chất này đã được công ty có kết quả phân tích thì rất là phù hợp cho những người thường xuyên vận động, cơ thể đang mệt mỏi, để bổ sung những cái dưỡng chất. Còn đó là một cái dòng sản phẩm thứ hai, đó là mật dừa nước cô đặc. Thì đây là một loại chất làm ngọt tự nhiên, rất là phù hợp cho những người mà ăn kiêng hoặc người bị tiểu đường, vì trong cái thành phần mật này có cái chỉ số đường huyết thấp, cũng như là thuần tự nhiên, mình khai thác về tự nhiên. Thứ hai là rất là nhiều cái muối khoáng. Đầu tiên khi mà cái buồng dừa nước mình được chặt xuống rồi, mình thu được cái mật dừa nước, thì mật dừa nước được đem về nhà máy, đem về xưởng, thì được trải qua 2 quá trình. Thứ nhất đó là ví dụ như đối với cái mật dừa nước tinh chất của mình thì chỉ trải qua cái quá trình thanh trùng để đảm bảo là giữ được những cái mùi thơm, hương vị và những cái dưỡng chất đặc trưng của cái dừa nước trong cái mật dừa nước tinh chất này. Còn đối với là mật dừa nước cô đặc thì sau khi mật được đem về xưởng thì trải qua cái quá trình mà cô đặc thì mật sẽ được đặt lại, giống như là mình có thể thấy nó giống như là ở trạng thái đặc, giống như là mật ong vậy đó. Thì mình có thể sử dụng mật này để giống như là thay thế cho đường tinh luyện hoặc là mật ong. Thế mạnh dinh dưỡng thứ nhất là đây là về những sản phẩm là 100% tự nhiên, có nguồn gốc tự nhiên. Thế mạnh thứ hai đó là có cái sản phẩm có chỉ số đường huyết thấp, nó sẽ phù hợp với lại những người tiểu đường, những người mà ăn kiêng. Cái lợi thứ ba đó là cái giàu của dưỡng chất về axit amin cũng như các loại vitamin thiết yếu. Ở đây thì cái sản phẩm mình đang mong muốn đó là trở thành một cái đặc sản của Cần Giờ, để phi bà con khách du lịch có thể tới huyện Cần Giờ có thể được thưởng thức cái mật dừa nước tinh chất, rồi cũng có thể là mua những cái món quà mật dừa nước cô đặc tặng làm quà tặng Cần Giờ cho bà con người thân. Còn về xa hơn thì mình mong muốn được cái người tiêu dùng, hoặc là những bà mẹ đang có xu hướng sử dụng những cái sản phẩm xanh sạch về dài hạn, thì mình cũng đang nhắm tới các thị trường, tại vì ở các nước đang phát triển giống như những nước châu Âu hay là Hàn Quốc hay là những bên nước Mỹ, thì bây giờ cái nhu cầu mà sử dụng đường hay là mật tự nhiên, những cái sản phẩm tương tự như là đường dừa hay là đường siro lá phong hay là những cái loại đường tự nhiên thì ngày càng được nhu cầu phát triển ngày càng cao. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình hôm nay. Quý vị có thể theo dõi thêm chương trình Mua Gì Ở Đâu của chúng tôi thông qua kênh Facebook và YouTube. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo cũng trên kênh HTV7. Yeah!